Cảm ơn thầy, cảm ơn cô, cảm ơn tất cả quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Lại một lần nữa con được hân hạnh về đây với nhà dòng đồng công và với quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Năm nay đề tài của giáo hội và Đức Giáo hoàng cũng đặc biệt sẽ đến nước Mỹ vào năm tới để nói về gia đình và chủ đề của ngày thánh mẫu năm nay cũng về gia đình. Vì thế, con được hân hạnh nói hai bài. Hôm nay nói về hôn nhân Kitô tô giáo và văn hóa Việt Nam mà ở trong đó con trích một câu là xương bởi xương tôi thịt bởi thịt tôi và ngày mai con sẽ nói một bài về gia đình công giáo thế nào là một gia đình công giáo đây là xương bởi xương tôi thịt bởi thịt tôi là câu nói của A Yong ở trong sách sáng thế chương 1 chúng ta cần tìm hiểu một chút về thần học công giáo nói về hôn nhân và hôn nhân công giáo của chúng ta khác với các hôn nhân khác như thế nào. Trước hết, chúng ta phải hiểu rằng chính Thiên Chúa là người đã thiết lập hôn nhân và chúng ta cũng cần hiểu một chút về lịch sử của bí tích hôn nhân. Thiên Chúa thiết lập hôn nhân. Thiên Chúa thiết lập hôn nhân bắt đầu bằng việc Ngài dựng nên trời đất muôn vật và ở trong sách Sáng thế chương 1 nói rằng Ngài dựng nên vũ trụ trong 6 ngày. Ngày đầu tiên, Ngài dựng nên có ánh sáng. Ngày thứ hai, Ngài chia đất với trời. Ngày thứ ba, Ngài chia biển cả và đất liền. Ngày thứ tư, Ngài tạo nên cây cỏ xanh tươi. Ngày thứ năm, Ngài tạo nên các giả thú, gia súc đủ loại. Và ngày thứ sáu, Ngài dựng nên con người. Nếu ai đọc trong sách Sáng thế thì sẽ thấy có hai câu chuyện nói đến việc Thiên Chúa dựng nên con người. Ở trong chương 2 của sách Sáng thế nói Chương 1 chỉ nói đến việc ngày thứ sáu Ngài dựng nên con người và ngày thứ bảy thì Thiên Chúa nghỉ ngơi. Nhưng ở trong chương 2 của sách sáng thế mà những ai học về Kinh Thánh thì biết có hai nguồn liệu khác nhau kể về câu chuyện sáng tạo. Thì ở trong chương 2 nói đến việc Thiên Chúa đã dựng con người như thế nào. Ở trong đó sách sáng thế kể Thiên Chúa đã lấy bùn đất nắng thành con người rồi Ngài thổi hơi vào trong lỗ mũi nói như vậy để thấy sinh khí đến từ thiên chúa rồi ngài đặt con người ở trong vườn eden và ngài cho con người ăn tất cả mọi thứ làm chủ mọi sự chỉ trừ có trái cây ở giữa vườn mà thôi nếu chúng ta nói về hôn nhân nếu chúng ta nói về sự tác hợp giữa người nam với người nữ hay giữa giống đực và giống cái thì bắt buộc chúng ta phải hiểu được lý do bắt nguồn từ việc thiên chúa tạo dựng vũ trụ rồi không chỉ tạo dựng vũ trụ Ngài còn tạo dựng có nam có nữ Ở trong sách sáng thế chương 2 câu 18 Khi Thiên Chúa dựng nên Adam Thì Ngài nói Adam còn có nghĩa là đàn ông hay là một con người hả? Đàn ông ở một mình không tốt và vì thế Ngài đã dựng nên Eva như là một người làm cho Adam có một cuộc sống hoàn thiện, hoàn hảo. Ở trong chương 2, từ câu 23 cho đến câu 25, Sách sáng thế viết Con người sau khi đã được Thiên Chúa lấy xương sườn của mình Để đắp thịt và tạo nên Eva Thì ông A Dông nói phé này đây là xương bởi xương tôi Thịt bởi thịt tôi Này nàng sẽ được gọi là đàn bà Vì đã được rút ra từ đàn ông Bởi thế Người đàn ông lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình Và cả hai thành một xương một thịt con người và vợ mình cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau chúng ta đang nói đến việc thiên chúa thiết lập bí tích hôn phối ở trong đó ngài dựng nên người nam người nữ và câu kết ở trong chương hai ở trong câu 25 của chương 2 sách sáng thế nói hai ông bà trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau một tác giả của người mỹ cũng có rất nhiều sách ông ta chỉ phân tích đến một cái câu trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau. Để nói lên tình trạng của con người chúng ta khi đang ở trong tình trạng thánh thiện thì chúng ta không xấu hổ, nhưng khi ở trong tình trạng tội lỗi thì cũng chính sự trần truồng đó nó tạo nên sự xấu hổ cho nhau. Đọc về lịch sử sau khi hai ông bà đã phạm tội thì bắt đầu hai ông bà cảm thấy mình xấu hổ. Rồi không phải chỉ có thiên Chúa dựng nên nam nữ mà lý do ngài dựng nên người nam người nữ là để cho họ được toàn vẹn, họ nên một. Thiên Chúa dựng nên A-dong và ngài nói, A-dong ở một mình không tốt, và vì thế ngài dựng nên Eva, nhưng ngài không dựng nên Eva như một sản phẩm hoàn toàn mới mà ngài lấy xương sườn của A-dong để rồi Eva trở thành một phần của A-dong. Vì thế, mục đích của bí tích hôn phối mục đích của hôn nhân nói chung trên toàn thế giới là khi thiên chúa tạo dựng con người ngài muốn chính a dong eva kết hợp với nhau và trở nên toàn vẹn bởi vì đàn ông ở một mình không tốt nói như vậy có sự thiếu thốn khi không có bóng của eva ở trong hôn nhân mục đích của hôn nhân là hạnh phúc bởi vì không có hôn nhân thì con người không có cảm thấy mình đầy đủ được đương nhiên ở đây con muốn nói đến cái lý tưởng của hôn nhân chứ không phải là nói đến các cha các sơ những người không kết hôn đâu nhưng mục đích của thiên chúa tạo dựng có nam có nữ để cho hai người kết hợp và trở nên toàn thiện một sự hoàn hảo mà nếu vắng bóng thì con người cảm thấy thiếu một cái gì đó đời vắng em vội vui với ai hay là người đi thì một nửa hồn tôi mất là vậy sự toàn thiện sự toàn vẹn có được khi hai ông bà đến với nhau trần chuồng mà không xấu hổ ở đây không biết có ai biết nguyễn trung kiên với cái bài thơ đôi dép không ạ à? con rất thích cái bài thơ đó bởi vì một cái bài thơ nó rất bình thường mà nó nói lên được cái ý nghĩa của hôn nhân nguyễn trung kiên là ai con cũng không biết nhưng mà trong đó ông ta viết bài thơ như thế này bài thơ đầu đời anh viết tặng em là bài thơ anh viết về đôi dép khi nỗi nhớ trong lòng da diết những vật tầm thường cũng biến thành thơ hai chiếc dép kia gặp gỡ từ bao giờ có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược lên thảm nhung xuống các bụi cùng nhau cùng bước đường mòn không kẻ thấp người cao cùng chia sẻ sức người chà đạp dẫu vinh nhục không đi cùng người khác số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia nếu một ngày nào một chiếc dép mất đi mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu Cũng như mình Trong những lúc vắng nhau Bước hụt hẫn cứ nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh đã có người thay thế Mà trong lòng nỗi nhớ cứ trên ven Đôi dép vô tư Kháng khít bước song hành Chẳng thề nguyền Mà không hề giả dối Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả đôi không thiếu nhau trên những bước đường đời dẫu mỗi chiếc có một bên phải trái. Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại gắn bó đời mình bởi một bước đi chung. Hai mảnh đời thầm lặng bước song song sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc. Chỉ còn một là không còn gì hết nếu không tìm được chiếc thứ hai kia. Bài thơ đôi dép rất đơn sơ. Nguyễn Trung Kiên dùng hình ảnh của đôi dép và vì thế đúng là ông nói bài thơ đầu đời anh viết tặng em là bài thơ viết về đôi dép. Khi mà nỗi nhớ ở trong lòng da diết thì những vật tầm thường nó cũng biến thành thơ. Nhưng trong cái tư tưởng của Nguyễn Trung Kiên nói lên được tư tưởng mà Thiên Chúa muốn tạo dựng cho con người có nam có nữ mà chúng ta muốn nói về hôn nhân công giáo ngày nay. Mục đích của hôn nhân không phải là làm cho con người đau khổ bi quan Có là nợ vợ là oan gia hay là chồng gì anh vợ gì tôi chẳng qua là cái nợ đời chi đây Nhiều người chúng ta cảm thấy bi quan nhưng mà tại sao Tại sao khi chúng ta đến với hôn nhân mình lại bi quan như vậy Thưa cũng bởi vì tội sau khi ông bà phạm tội thì Thiên Chúa nói với ông A dòng là ông phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt cày cấy mới có mà ăn. Còn bà Eva thì cũng phải mang nặng đẻ đau. Tất cả những đau khổ đến với con người như Thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hiểu Roma là bởi vì tội, tội cho nên đau khổ xâm nhập vào thế gian, sự chết đâm khâm xâm nhập vào thế gian. Nhưng mà kinh nghiệm bản thân của anh chị em ngồi đây, khi nói đến vấn đề gia đình, khi nói đến vấn đề hôn nhân, cũng có rất nhiều người cảm thấy bi quan. Bởi vì nó không dễ, nó không phải được lý tưởng như chúng ta vẫn thường nói có biết bao nhiêu người nói hôn nhân nó giống như một chiếc lồng mà những con chim ở bên ngoài thì muốn vào những con chim ở bên trong thì nôn nóng muốn thoát ra hôn nhân nó giống như là một cái cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính chết ngay ở trong chương đầu tiên họ nói bi quan như vậy không phải là không có lý thưa là bởi vì gái có chồng thì như gông đeo cổ mà trai có vợ thì như rợ buộc chân họ cảm thấy mình mất hết tự do một phần bởi vì hôn nhân họ không hiểu. Không hiểu theo ý định của Thiên Chúa là để cho người nam đến với người nữ, không phải để chịu đau khổ. Nếu chúng ta hiểu được hôn nhân để chịu đau khổ, để cho con người hành hạ nhau, thì chúng ta cứ theo tư tưởng của triết gia Diderot. Ông ta nói, đàn ông là vua phản bội, đàn bà là vua lương gạt. Thượng đế dựng hai giống người này để chúng nó trừng phạt lẫn nhau. Nhưng mà hôn nhân nó không có đau khổ như vậy đâu Thiên Chúa tạo dựng hôn nhân không phải để cho chúng ta sống trong đau khổ Không phải để chúng ta sống trong ngục tù Mà chính bởi vì chúng ta Chính chúng ta đã lầm chứ không phải Thiên Chúa lầm Khi chúng ta biến hôn nhân trở thành hóa ngục để rồi đầu ấp tay gối nó không còn nữa Mà đồng sàng dị mộng đã thay thế cho cuộc sống vợ chồng Hôm nay chúng ta nhìn lại nhìn lại hôn nhân để biết rằng khi Thiên Chúa dựng nên A Dông, Ngài đã nói với A Dông, con sống một mình chưa có hoàn hảo, con cần phải có Eva bên cạnh. Và vì thế, mục đích như Chúa Giêsu nói ở trong phúc âm của Gioan, ta đến để cho cuộc sống của các con được sống dồi dào, sống và sống dồi dào, sống thoải mái, sống hạnh phúc chứ không phải sống để mà chịu đựng nhau. Chúng ta cũng biết một chút về lịch sử của bí tích hôn nhân ở trong giáo lý công giáo của chúng ta. Trước hết, ở trong Kinh Thánh, bắt đầu với việc Thiên Chúa tạo dựng, thì ở trong Kinh Thánh cũng nói đến có những hôn nhân thánh thiện mà chúng ta thỉnh thoảng đọc ở trong các dịp lễ đám cưới của các cháu. Sách Tobia kể chuyện, nói lên được một hôn nhân tinh tuyền không phải bởi vì xác thịt mà con lấy người em đây làm vợ, rồi trong ngày mà hai người đến trước mặt Thiên Chúa, họ quỳ gối cầu nguyện để cho hôn nhân của họ được trường tồn và để cho hôn nhân của họ trở thành một biểu tượng tình yêu của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, ở trong kinh thánh cũng có rất nhiều những chuyện kể lại, biết bao nhiêu chuyện nói lên những cái xấu, ở trong đó cả những có những cả chuyện loạn luân. Nhưng tôi muốn nói đến cái lý tưởng về hôn nhân mà nhiều khi con người chúng ta không đạt được Chúa Giêsu nói ở trong phúc âm của Matthew, Marco và Luca, Ngài tranh cãi với các biệt phái mà đoạn hôm nay tôi đọc ở trong phúc âm của Matthew, nói lên việc, Ngài nói, Sở dĩ mà mô cho ly dị là bởi vì cha ông của các ông đã cứng lòng. Rồi ở trong thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Corinto và Colosse mà chúng ta có dịp đọc trong hai ba ngày nay, nhất là trong thánh lễ sáng hôm nay, Thánh Phaolô muốn nói đến hôn nhân là một biểu tượng giữa người nam với người nữ thể hiện qua tình yêu giữa Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô với Giáo hội. Nói như vậy để thấy ở trong giáo hội ở trong kinh thánh có nhắc đến hôn nhân nhưng không phải chỉ là một loại hôn nhân tầm thường mà hôn nhân này do Thiên Chúa tạo ra dựng nên và hình ảnh của Đức Giêsu Kitô yêu thương hội thánh. Nhưng nói như vậy nó có tính cách lý thuyết quá. Ở trong lịch sử của chúng ta, giáo hội nhìn hôn nhân như thế nào? Trước hết trong 300 năm đầu tiên, trong 3 thế kỷ đầu tiên, hôn nhân là một ơn gọi có tính cách nghiêm trọng, nhưng nó cũng giống như các dân tộc khác. Cứ ông bà lớn lên thì lập gia đình lấy nhau sinh con đẻ cái mà thôi, không có một nghi thức hay là một truyền thống nào cả. Bởi vì cuối thế kỷ thứ hai thì có hai nhóm lạc giáo, một nhóm gọi là ngộ nhận thuyết và một nhóm Mendikian. Hai nhóm này nghĩ rằng Thời kỳ này là thời kỳ cuối cùng Đức Giêsu Kitô sắp sửa trở lại lần thứ hai để đón chúng ta đi. Như chúng ta vẫn nói, tuyên xưng ở trong mỗi một khi sau khi làm uh, linh mục làm phép hả uh, truyền phép thì chúng ta nói là con tuyên xưng Chúa chết đi, tuyên xưng Ngài sống lại uh, và chúng ta đợi Ngài đến hả, cho đến khi Ngài lại đến. Mỗi một khi chúng ta ăn bánh và uống chén này thì chúng ta nói đến việc Ngài chết, Ngài sống lại cho đến khi Ngài đến. Trong thế kỷ thứ hai thì có hai lạc giáo nói rằng Đức Giêsu Kitô sắp trở lại và vì thế họ kêu gọi con người phải sống hết sức thánh thiện mà trong đó họ nói đến vấn đề hôn nhân là một trọng tội là một cái gì xấu xa nhất là vấn đề xác thịt giữa người đàn ông và người đàn bà. Vì thế cuối thế kỷ thứ hai đầu thế kỷ thứ ba giáo hội đã bắt đầu có những lời dạy thứ nhất nói đến việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và cho đó là việc tốt đẹp. Thứ hai, Chúa Giêsu -xu đã xuất hiện ở trong việc cưới ở Cana chứng tỏ ngài không nghĩ rằng đây là một việc xấu xa. Hai lý do đó khiến cho giáo hội đã lên án các cái lạc thuyết kia. Và đến thế kỷ thứ tư thì giáo hội bắt đầu có những lời chúc lành, chúc lành cho hôn nhân của các tu sĩ. Nên nhớ các linh mục, các tu sĩ thời kỳ đó vẫn có gia đình. Cho nên trong thế kỷ thứ tư đầu tiên họ có những lời chúc hôn cho các cô dâu thôi của các tu sĩ hoặc là những người mồ côi mà được các giám mục hay là các tu sĩ nuôi nấng. Rồi đến ở bên giáo hội Đông Phương thì các linh mục bắt đầu có một vai trò lớn hơn ở trong hôn nhân của giáo dân. Nhưng mà ở bên Tây Phương thì còn rất là dè dặt. Lý do Thánh Augustino sống ở thế kỷ thứ năm, đầu thế kỷ thứ năm, thì Ngài cho rằng ngay trong vấn đề hôn nhân thì xác thịt giữa người chồng và người vợ vẫn mang một mặt cảm tội lỗi. Và vì thế, ở bên giáo hội Tây Phương chúng ta gọi là giáo hội Roma của chúng ta Vấn đề thánh hóa hôn nhân hay là đưa hôn nhân trở thành bí tích gần như không nghĩ đến Chỉ có bên giáo hội Đông Phương người ta bắt đầu có một vài sự chúc lành cho hôn nhân giữa người nam và người nữ mà thôi nhưng mà từ thế kỷ thứ bảy cho đến thế kỷ thứ 12 thì thế quyền bắt đầu yếu đi và giáo quyền giáo hội của chúng ta bắt đầu có quyền hành lớn mạnh trong toàn thể những nơi mà con cái giáo hội sống. Vì thế đến cuối thế kỷ thứ 11 thì gần như tất cả các cặp hôn nhân đều có sự chuẩn nhận của giáo hội. Đức giáo hoàng Nicholas thứ nhất năm 866, tức là thế cuối thế kỷ thứ 9, Ngài đã muốn hôn nhân trở thành một phần nghi thức ở trong giáo hội, nhưng Ngài không bắt buộc người ta phải làm, để cho người ta tự nguyện mà thôi. Và đến thế kỷ thứ 11, thì bắt đầu có những luật yêu cầu các linh mục phải làm chủ sự những buổi kết hôn. Thánh Peter Lombard, một trong những thần học gia năm 1150 đã đề nghị đặt hôn nhân trở thành một trong bảy bí tích. Và công đồng Lateran thứ tư năm 1215 đã chấp nhận đề nghị này. Rồi cuối cùng công đồng Trento thế kỷ thứ 16 đã đưa hôn nhân mà ông bà ngày nay biết như là một bí tích vào ở trong một trong bảy bí tích của chúng ta đang kính ngày nay. Vậy, chung chung giáo hội hiểu gì về lịch sử của hôn nhân? Thưa có hai điều mà giáo hội nhấn mạnh. Thứ nhất, hôn nhân thành sự là khi có sự đồng ý giữa hai người tất cả các linh mục tất cả các thầy sáu đến để làm chứng và để hợp thức hóa cái hôn nhân đó thôi còn hôn nhân thực sự thành sự là giữa hai người có sự đồng ý trong tự do của hai người và việc thứ hai là phải có sự phối ngẫu giữa hai người nói cách khác nếu chỉ có đồng ý làm phép mà không ăn ở giao cấu với nhau thì nó cũng chưa phải là một hôn nhân thành sự đó là tư tưởng của giáo hội. Và tư tưởng đó kéo dài cho đến đầu thế kỷ thứ 20, tức là công đồng Vatican II như chúng ta hiểu. Thế kỷ thứ 16, khi anh em tin lành, gọi là cải cách tin lành, họ tách ra khỏi giáo hội công giáo, thì họ cũng có những lời dèm pha về hôn nhân trở thành một bí tích ở trong giáo lý công giáo của chúng ta. Thứ nhất, họ cho rằng vấn đề hôn nhân nó chỉ là thuộc về vấn đề đời mà thôi nó không phải là thuộc vấn đề đạo và thứ hai họ yêu cầu nếu trường hợp đó là một hôn nhân bình thường thì vấn đề trường tồn gọi là vấn đề ly dị đó có thể xảy ra bởi vì trong phúc âm trong phúc âm của marco cũng đã nhắn đến trừ trừ khi có những cái bất hợp pháp vì thế cái vấn đề về ly dị và vấn đề không chỉ là uh, giáo hội mà thôi không không thuộc về giáo hội hôn nhân nó thuộc về uh, về quyền quyền thế quyền nhiều hơn là về thần quyền giáo hội của chúng ta lên án việc đó và giáo hội khẳng định lại truyền thống bất khả phân ly giáo hội nói rằng hôn nhân trở thành một bí tích và là việc làm của giáo hội và từ sau công đồng Vatican II từ năm 1965 65 cho đến nay thì những ai học hỏi về giáo lý hôn nhân đều biết giáo hội dùng một cái từ mới Hôn nhân là một ơn gọi, chúng ta sẽ tìm hiểu có một chút. Và thứ hai, hôn nhân nó không phải là một cái hợp đồng, một cái contract mà nó là một giao ước covenant giữa hai người. Những ai có sách giáo lý, chúng ta có thể đọc từ số 1601 trở đi để tìm hiểu thêm về hôn nhân. Bây giờ chúng ta đi một chút về hôn nhân và gia đình ở trong văn hóa Việt Nam của chúng ta. Đây cũng là một điều quan trọng ở trong văn hóa Việt Nam của chúng ta, trước hết chúng ta nói về hôn nhân và vai trò của gia đình. Ở trong văn hóa Việt Nam khác với văn hóa Tây Phương mà chúng ta đang thấy ở đây, hôn nhân không phải là một sự kiện giữa hai người, mà là một sự kiện giữa hai gia đình, giữa hai dòng tộc thì đúng hơn. Không phải chỉ là gia đình nhỏ, mà là đại gia đình. Cho nên có nhiều người họ không có yên tâm nhắm mắt xuôi tay, gọi là trước khi chết đó, họ cảm thấy buồn nếu trường hợp con cái của họ chưa có được dựng vợ gã chồng ở trong kinh thánh thì nói người này là xương bởi xương tôi thịt bởi thịt tôi ở trong văn hóa việt nam của chúng ta có chuyện là trầu cao hả để nói lên được sự liên hệ giữa gia đình và hôn nhân đời hùng vương thứ tư có hai anh em sinh đôi tên là tân và lan và sinh ra bởi nhà họ cao nhưng cha mẹ chết sớm cho nên nhà họ lưu đem về nuôi rồi có một người con gái tên là Xuân Phù muốn gả cho một trong hai anh em này mà không biết ai là anh ai là em bởi vì hai người quá giống nhau chuyện của việt nam chúng ta kể lại như vậy một ngày kia nhà họ lưu dọn ra một bữa ăn mà chỉ để một đôi đũa thôi cho nên người em đã nhường cho người anh bởi vì anh lớn hơn mình biết được đây là người anh thì ông nhà lưu đã gả xuân phù cho tân nhưng từ khi có vợ thì ông ta quyến luyến yêu thương vợ mà quên hẳn đi người em của mình nên nhớ đây là hai anh em mồ côi cha mẹ từ nhỏ vì thế tình thương không phải chỉ là tình thương giữa anh em mà thôi mà nó còn kháng khít để còn thờ lạy thờ phượng cha mẹ nữa chưa nói trong văn hóa việt nam của chúng ta cũng vẫn hay nói hả mấy đời mà bánh đúc có xương mấy đời mà cha mẹ ghẻ thương con chồng đâu cho nên khi người anh bắt đầu có vẻ lơ là với người em thì người em buồn phiền rồi câu chuyện kể anh ta bỏ nhà để ra đi, đi để cho người anh mình được hạnh phúc bên vợ và đừng có nghĩ đến mình, đi cho đến khi kiệt sức đến một dòng sông rồi chết, hóa thành tảng đá. Người anh cũng vậy, sau khi nhớ đi tìm em và đến bờ sông chết biến thành một cây cao. Rồi chúng ta biết câu chuyện cuối cùng người vợ đi tìm rồi à, chết biến thành một cây trầu. Rồi ngày xưa khác với bây giờ coi phim tàu đó lúc nào mà muốn biết ai là con mình thì nhỏ máu có thể nó có quyền vào không phải không cái đó toàn là phim tàu thôi chứ còn bây giờ nhỏ máu nó thì nó lung tung hết hả nhưng mà cái tư tưởng của ngày xưa là muốn biết huyết thống nó không có dna hả cho nên còn cứ nhỏ máu rồi trái cau ở trên đó rớt xuống xuyên qua cái lá trầu và đụng phải cái tảng đá mà chúng ta gọi là đá vôi và bể ra ra một màu máu trắng à máu đỏ rồi khi vua Hùng Vương nghe đến câu chuyện này Thì vua Hùng Vương thấy sự liên hệ giữa cao trầu và vôi Vì thế từ đó truyền thống của người Việt Nam Mỗi một khi có đám cưới Thì đều có cao trầu vôi Để nói lên cái gì Không phải chỉ là liên hệ giữa vợ chồng Mà còn là giữa gia đình với gia đình Đừng để mỗi một khi mình cưới rồi Thì mình lại bỏ quên gia đình người khác Nói một cách đơn giản, làm dâu cũng phải biết thương yêu gia đình chồng, làm rể cũng phải biết thương yêu gia đình vợ, bởi vì trái cau nó rớt xuống xuyên qua lá trầu và đụng phải trái vôi để biến ra cái màu máu đỏ mà như chúng ta thấy ngày nay. Một câu chuyện rất hay nói lên liên hệ giữa hôn nhân và gia đình. Ngày xưa đó là câu chuyện. Ngày nay chúng ta nghĩ gì? nhiều người mỗi một khi hôn phối đã thành rồi thì họ tách ra mà văn hóa của việt nam chúng ta muốn nhập lại muốn làm cho gia đình chúng ta to lớn hơn dĩ nhiên ở đây chúng ta cũng phải cần phân biệt không phải bởi vì như vậy mà vai trò của người chồng người vợ lại coi nhẹ để rồi chỉ lo đến vấn đề gia đình trong kinh thánh nói sau khi a dông eva được thiên chúa dựng nên rồi thì ngài nói làm sao đàn ông phải bỏ cha mẹ mình để mà theo vợ đang bà phải bỏ cha mẹ mình để mà theo chồng. Vì thế vợ chồng vẫn là mối kháng khít quan trọng nhất ở trong lịch của, trong lịch sử và trong lời dạy của giáo hội. Người Hoa người Trung Hoa dạy chúng ta làm sao? Họ theo chế độ đa thê và họ nói làm sao? Anh em ruột thịt đồng bào chứ còn vợ chồng thì như áo thay vào thay ra. Đây là một tư tưởng sai sai đối với Kitô giáo của chúng ta. Bởi vì sự gì Thiên Chúa đã liên kết thì có người không được phân ly người vợ người chồng không phải là tư tưởng áo để mà chúng ta thay vào thay ra mà chúng ta phải bỏ cha bỏ mẹ để theo vợ theo chồng. Chúng ta cũng cần phải nhấn mạnh, mỗi một khi có hôn nhân thì gia đình trở nên lớn hơn chứ không phải chúng ta tách biệt. Nói chung, hôn nhân đem và tạo nên đại gia đình. Vì thế, đừng lãng quên gia đình khi chúng ta lập gia đình. Lãng quên chính gia đình của mình cũng như gia đình của người phối ngẫu mình. Chúng ta nói đến hôn nhân và các lễ nghi văn hóa Việt Nam của chúng ta. Truyền thống của chúng ta rất là phức tạp bởi vì hôn nhân là một đại sự. Cho nên ở trong truyền thống của chúng ta thường thường có tới 7 bước lần. Bước thứ nhất là nạp thái tức là kén chọn đưa lễ để tỏ ý kén chọn rồi tới vấn danh hỏi tên hỏi tuổi của người đó như thế nào nạp cát hả là bói có thử ngày tốt ngày xấu làm sao nạp tệ là đưa lễ cưới đến thỉnh kỳ là định ngày rồi thân nghinh mới là cuối cùng đón dâu bảy bước như vậy ngày nay tất cả những cái đã bỏ hết rồi ngày nay cùng lắm thì chúng ta còn lại có thể là ba bước thứ nhất là lễ giảm hay là gọi là lễ ngõ chạm ngõ là bởi vì ngày xưa hôn nhân thường thường là do ông bà mai mối bởi vì các bạn trẻ nhiều khi không có gặp nhau cho nên nhờ các ông bà làm mai làm mối trai gái không có biết nhau cho nên mới có cái lễ gọi là lễ chạm ngõ để cho người chàng trai xem mặt cô gái và cũng để có dịp để mà cô gái xem mặt chàng trai mà đương nhiên là qua người mai người mối hả cũng là dịp để cho hai gia đình chính thức nhận nhau ngày xưa chúng ta biết hả Đâu có phải như bây giờ mà thương nhau cái dẫn đi uống cà phê Thương nhau không dám vô nhà Đi qua đi lại hỏi có gà bán không <laughs> Cái tình yêu của ngày xưa nó rất đẹp Là bởi vì ngày xưa chính bản thân hai người nhiều khi không gặp nhau Cho nên có những cái câu ví qua ví lại rất là dễ thương Mà nhiều khi chỉ nghe tiếng hát và không thấy mặt cho nên hồi nãy tôi có nghe cha thủ nói là lầm người đó hả? Là nhiều khi thương chị mà cưới em bởi vì chị có nghe tiếng rồi Bây giờ thì Mận mới hỏi Đào Vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Mận hỏi thì Đào xin thưa Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào <laughs> Tất cả những cái câu đó có tính cách rất là hay hả? Rồi chúng ta nghe cái câu chuyện Tôi thấy văn chương Việt Nam mình nói đến cái tình cảm của ngày xưa hay lắm Cái cách thức mà các em nhỏ, những người còn trẻ đến với nhau trước hôn nhân Hôm qua tác nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen em được thì cho anh xin hay là em để làm tin trong nhà áo anh thì sức chỉ đường tà vợ anh chưa có mà mẹ già thì chưa khâu áo anh sức chỉ đã lâu mai mượn cô ấy về khâu cho cùng sao nữa khâu rồi anh sẽ trả công ít nữa lấy chồng thì anh sẽ giúp cho giúp em một tấm xôi vò mực con lợn béo một vò rượu tăm Giúp em đôi chiếu em nằm, đôi chăn em đắp, đôi tầm em đeo. Giúp em quang tám tiền treo, qua năm tiền cưới, rồi lại đèo buồn cao. Tất cả những cái tình cảm hết sức nhẹ nhàng như vậy. Nói lên được, những cái dịp lễ, những cái dịp lễ chạm, lễ ngõ nó quan trọng. Ngày nay, chúng nó nhiều khi chỉ có gặp nhau dẫn lên Las Vegas là xong. À. Rồi lễ đính hôn hay gọi là đám hỏi là sau khi tìm hiểu thì nhà trai đưa lễ vật đến để mà cầu hôn chúng ta biết có rượu chè trà bánh trái chúng ta biết rồi rồi tới lễ cưới con trai thì gọi là lễ thành hôn con gái thì gọi là lễ vu quy tất cả những cái đó đơn giản tôi muốn nói về hôn nhân và lễ nghi công giáo nữa ở trong lễ nghi công giáo của chúng ta có giáo luật mà hôm nay chúng ta có cha thủ giúp chúng ta vào ngày mai nữa ở trong giáo luật thì chúng ta phải báo cho giáo xứ biết rồi chúng ta phải có chuẩn bị cho hôn phối nhất là trong thời kỳ này khi mức độ ly dị lại càng cao thì chúng ta lại phải càng giáo dục các bạn trẻ để cho họ biết về bí tích hồn phối. Rồi phải có nhân chứng và nhất là những ai chưa chịu bí tích thêm sức thì thường thường chịu trước khi lãnh nhận bí tích hồn phối. Điều tôi muốn nói là tại sao mà chúng ta lại có những cái lễ nghi phức tạp như vậy? nào là có bảy bước, nào là có hai ba bước, rồi ngay ở trong giáo hội công giáo của chúng ta bắt chúng ta cũng phải chuẩn bị năm sáu tháng. Tại sao có nghi lễ như vậy? Thưa là bởi vì nghe lời của nhà vua Lê Huyền Tông năm 1663, ngài đã bắt tất cả mọi người dân Việt Nam chúng ta phải coi trọng và có bảy bước lễ như vậy. Ngài viết Lê Huyền Tông năm 1663 ban hành 44 điều giáo hóa và ở trong này là điều thứ 44 mà tôi ghi xuống đây. Vợ chồng là gốc luân thường, lấy vợ gã chồng phải theo nghi lễ, không được suy bị giàu nghèo, đòi nhiều tiền của. Lấy nhau phải phân biệt họ hàng nòi giống, không được tham giàu sang mà phối hợp, loạn luân thường, không được cẩu hợp, không có xính lễ để đến nỗi gần giống như gần giống như loài cầm thú ngài nói rằng mới một khi chúng ta dựng vợ gã chồng đây là một điều quan trọng cho nên phải có những bước phải có những của lễ cho nếu chúng ta đến với nhau dẫn nhau đi thì chúng ta chẳng khác nào loài cầm thú nhiều khi con em của chúng ta ngày nay không hiểu tại sao chúng ta phức tạp hóa vấn đề thưa bởi vì chúng ta khác với con vật và khi chúng ta quan trọng hóa cái vấn đề có tính cách muôn đời có tính cách trường cửu thì tất cả những nghi thức đó là một hình thức tôn trọng cái tầm quan trọng của việc chúng ta đang làm. Chúng ta nói đến hôn nhân công giáo. Ở trong đó tôi muốn nói đến hôn nhân theo giáo lý công giáo một chút. Rồi đặc tính của hôn nhân công giáo và những điều kiện để bí tích hôn nhân thành sự mà thôi. Trước hết là hôn nhân theo giáo lý công giáo. Đức Chúa là Thiên Chúa Phán. Có người ở một mình không tốt ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Rồi sau khi đã dựng nên Eva thì sách sáng thế viết. Khi thấy bà Eva Adam đã vui mừng kêu lên đây là xương bởi xương tôi thịt bởi thịt tôi đối với giáo lý công giáo hôn nhân là một ơn gọi mà đã gọi là ơn gọi nó không đến từ chúng ta mà nó đến từ thiên chúa chúng ta tin ông tơ bà nguyệt xe duyên kết tóc cho mình nhưng ở trong giáo lý công giáo của chúng ta ngày nay cho rằng hôn nhân là một ơn gọi đến từ thiên chúa bởi vì hình ảnh sống động mà thiên chúa mời gọi chúng ta tham gia vào Thiên Chúa của chúng ta mỗi một khi chúng ta gặp nhau làm dấu thánh giá nhân danh cha và con và thánh thần nói lên Chúa ba ngôi một Chúa mà có ba ngôi thì khi hôn nhân đưa vợ chồng đến ở với nhau nó cũng mang một cái bí tích một cái ý nghĩa như vậy một sự liên hệ cần thiết Chúa Cha yêu thương Chúa Con và sáng tạo Chúa Thánh Thần vợ chồng yêu thương nhau cũng sáng tạo ra con cái cho nên hôn nhân lệnh đầu tiên mà Thiên Chúa đến truyền cho con người nằm trong hôn nhân, Ngài nói: Hãy sinh sôi cho đầy mặt đất. Lệnh đầu tiên mà Thiên Chúa đến với con người không phải là hãy yêu thương nhau, hãy tha thứ cho kẻ thù chưa. Hãy sinh sôi cho đầy mặt đất. Đó là lệnh truyền ở trong sách Sáng Thế. Và Ngài cũng đã ra lệnh, người nam hãy bỏ cha mẹ, người nữ hãy bỏ cha mẹ để đi với người phối ngẫu của mình. Và tư tưởng này không phải chỉ nằm ở trong kinh thánh mà nằm ở trong văn hóa Việt Nam của chúng ta. Một trong những danh từ mà chúng ta gọi nhau hết sức thân thương mình Mình ơi, mình ăn cơm chưa? Mình đi đâu đó? Qua đình thì ngã nón trong đình Đình bao nhiêu ngói thì thương mình bấy nhiêu Mà không biết thương mình là thương ai? Không biết thương là thương mình Hay là thương cho cái người phối ngẫu của mình Một đàn cò trắng bay quanh Cho loan nhớ phượng mà cho mình nhớ ta mình nhớ ta thì như cà nhớ muối Ta nhớ mình thì như cuội nhớ trăng Mình về mình nhớ ta trăng Cái chữ mình ở trong văn hóa Việt Nam Nói lên được cái thân mình Nhưng mà cũng nói lên được người phối ngẫu của mình Và vì thế cả hai trở nên một Không có một liên hệ nào sâu thẳm hơn Là danh từ ở trong Kinh Thánh dùng Một xương một thịt Nho giáo có một cái câu rất là hay Quân tử chi đạo tạo đoàn hồ phù phụ Tạo vậy cũng đâu ai hiểu gì đâu <laughs> có nghĩa là cái người lớn lên thì phải có vợ có chồng con trai thì phải có vợ mà con gái thì phải có chồng đạo lớn của một người quân tử là phải yên bề gia thất hả bởi vì sao bởi vì có cột có, có kèo thì mới có đòn tay người ta nói như vậy hả cho nên trong văn hóa của chúng ta vấn đề con cái nối dõi tông đường là điều hết sức quan trọng để cho nó lo hậu duệ mà những ai không có nhiều khi cũng phải để đất đai lại để người khác lo hậu duệ cúng vái cho mình con trai lớn lên mà không có gia đình cũng chẳng làm được việc gì cả. Ông bà mình nói làm sao? Sớm mai chạy ra mất cái cuốc, trưa lại mất cái nồi, chiều lại mất ống bình vôi, dậm chân ba cái kêu trời, vợ con không có, coi ngoài thì mất chồng. Trai, trai mà không có vợ thì cũng không làm được việc gì khó có thể thành nhân được. Nhưng mà con gái không có chồng thì còn càng tệ hơn nữa. Chồng, Trồng trành mà như nón không quay Như thuyền không lái mà như Ai không chồng Khó mà điều khiển lắm Cho nên Con gái con trai lớn lên Cái vấn đề vợ chồng là chuyện đương nhiên Nhưng đối với văn hóa Việt Nam của chúng ta Nó là một cái đạo Mà chúng ta gọi là đạo vợ nghĩa chồng Cho nên không thể nào chúng ta coi Đó là một cái câu vấn đề nhẹ được Hơi hợp được Thế nhân thì mỏng dánh tựa cánh chuồng chuồng Khi vui thì nó đậu mà khi buồn thì nó bay Có biết bao nhiêu người Ngày nay chúng ta coi nhẹ cái vấn đề hôn nhân Mà đạo vợ chồng đâu có phải là cá với tôm đang mua mớ nọ thì cứ trồm mớ kia Ở trong văn hóa Việt Nam chúng ta họ coi trọng ít nhất ngay cả khi vấn đề đa thê Họ vẫn coi trọng cái đạo nghĩa vợ chồng Nguyễn Du dạy chúng ta ở trong truyện Kiều rất hay trăm năm tính cuộc vuông tròn phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông nói một cách đơn giản khi tìm đến viện vợ gã chồng thì chúng ta phải cố gắng hết sức cố gắng hết sức để có thể tìm hiểu kỹ càng phải cẩn thận phải kiên nhẫn và phải khôn ngoan hôn nhân đối với chúng ta là một ơn gọi nhưng ngoài ơn gọi giáo hội còn nói hôn nhân là một giao ước đây là một giao ước ký kết giữa người nam với người nữ trong tinh thần của giáo hội Giao ước, cái chữ giao ước nó khác với cái chữ hợp đồng, contract, contra đó hả? Trước đây đó, hôn nhân là một cái hợp đồng giữa hai người, mà hợp đồng thì nó mang tính cách luật pháp. Ngay cả khi tôi không thích anh, tôi cũng vẫn phải làm cho xong hợp đồng. Tôi không làm xong hợp đồng thì tôi bị phạt. Giao ước, cái danh từ giao ước, nó nói lên một cái sự liên hệ mật thiết và nó gợi lại cho chúng ta nhớ giao ước giữa Thiên Chúa đã ký kết với con người. Và vì thế, tiên tri Jeremiah đã nói, cái luật này nó không phải ghi khắc ở trên đá Mà nó khắc ở trong tim Và vì thế luật này không thể bôi được Không có thể xóa đi được Giáo hội từ sau thế công đồng Vatican II và trong bộ luật mới Giáo hội dùng hôn nhân là một giao ước Để nói lên một cái liên kết giữa người nam với người nữ Chúa Giêsu trước khi về trời Ngài cũng lập một giao ước đây là giao ước mới ngài đổ máu ra cho chúng ta nói lên cái liên hệ hơn là một hợp đồng có tính cách luật pháp và cuối cùng hôn nhân là một bí tích bí tích là dấu bề ngoài đem ơn bên trong hôn nhân đem lại cho chúng ta rất nhiều ơn nâng chúng ta lên làm con thiên chúa ha? tôi chỉ muốn nói đến là khi thiên chúa tạo dựng con người thì ngài nói làm sao chúng ta tạo dựng con người giống hình ảnh của chúng ta Nói như vậy để thấy chúng ta kết hợp và chia sẻ cuộc sống với Thiên Chúa Và khi chúng ta chia sẻ cuộc sống với Thiên Chúa Nó trở thành bí tích Ở trong sách sáng thế chương 2 nói Là Thiên Chúa đã tạo con người từ bùn đất Rồi thổi sinh khí vào mũi con người Ngài dựng các cái con vật khác Ngài không có thổi sinh khí Ngài chỉ nắng đất thôi Nhưng mà riêng con người Ngài thổi sinh khí Nói như vậy để thấy Thiên Chúa cho chúng ta đời sống của Ngài và đó chính là cái việc chia sẻ đó nói lên được chúng ta có mang bí tích là cái dấu bề ngoài hôn nhân chỉ là cái dấu hai người ở với nhau chỉ là cái dấu nhưng mà bên trong là ơn thánh của Chúa đến và giáo hội cũng nói đến hình ảnh của Chúa Giêsu -xu xuất hiện ở tiệc cưới Cana ở đó Ngài biến nước lã trở thành rượu ngon khi chúng ta mời gọi Thiên Chúa, mời gọi các thánh Mẹ Maria đến với chúng ta trong đời hôn nhân thì dù đời có nhạt nhẽo chúng ta cũng biến nó trở thành rượu ngon được. Và cũng trong hôn nhân công giáo, bắt buộc hôn nhân phải dựa trên tình yêu thực sự, Thiên Chúa của chúng ta là tình yêu. Và vì thế, mục đích của hôn nhân có hai mục đích, một là để hợp nhất nên tình yêu và hai là để sinh sản. Mục đích của hôn nhân như tôi nói từ phần đầu là Thiên Chúa tạo dựng người nam, người nữ để họ sống với nhau và đem lại hạnh phúc cho nhau, chứ không phải để họ hành hạ nhau. Và vì thế, thương sao mà thương quá bất nhân. Hả? Hôm nay mà không gặp mặt thì thương hơn bữa nào. Phải làm thế nào mà để cho mỗi một ngày sống đó hả là phải thương nhau nhiều hơn. Nếu hôn nhân là địa ngục đó, nếu hôn nhân không đem lại hạnh phúc, thì chính chúng ta là người đã phá đi cái lịch trình, cái kế hoạch của Thiên Chúa. Chúng ta đi đến đặc tính của hôn nhân công giáo một chút. Ở trong đó, có hai điều. Thứ nhất, nó là đơn nhất. Chỉ có một vợ một chồng. Và thứ hai là tính bất khả phân ly. Hai yếu tố này nó đi chung với nhau. Bởi vì Việt Nam chúng ta ngày xưa theo chế độ đa thê nói làm sao? Đàn ông thì một trăm lá gan, lá ở cùng vợ mà lá toan cùng người. Đâu mà lắm thê không biết. Nhưng mà hôn nhân công giáo của chúng ta thì chỉ có đơn nhất chỉ có một người mà thôi Thế gian thì một vợ một chồng Chứ đâu phải như vua bếp mà hai ông một bà Ở đây trong văn hóa Việt Nam của chúng ta ngày xưa Có rất nhiều chuyện nói đến vấn đề Nhiều vợ Là bởi vì những quan những quan ngày xưa Nhất là những người giàu khi không có con trai để nối giỏi Thì họ lấy thêm nhiều để sinh con trai hả Để có thể tiếp tục nối giỏi tông đường Hoặc là lo phụng tự họ sau khi họ qua đời nhưng mà cái vấn đề đa thê đã chấm dứt khi Kỳ Tô Giáo đến với nước Việt Nam của chúng ta. Và vị vua đầu tiên, hả? Vua, vua, um, vị vua cuối cùng của chúng ta là vua um, Bảo Đại. Hả? Khi mà lấy Nam Phương Hoàng Hậu đó, thì ông ta ít nhất là trước mặt giáo hội, ông ta cũng hứa là chỉ một vợ một chồng, ít nhất là lời hứa, thì sau đó thì công ty khác. Hả? Nhưng mà là vị vua cũng đã theo với Kỳ Tô Giáo của chúng ta, lấy chỉ có một vợ một chồng thôi. Văn chương của Việt Nam chúng ta cũng nói đến vấn đề này nhiều. Đói lòng mà nằm gốc cây sung. Chồng một thì lấy, mà chồng chung thì đừng. Bởi vì lấy rồi mới biết khổ. Bà Hồ Xuân Hương, một trong những người có những bài thơ rất là ngẫu, hả? rất là ngặt. Và ở trong đó bà là một cái người bởi vì có thể vì tính khí của bà cho nên cuối cùng chẳng ai lấy. Và cuối cùng bà phải đi làm lẽ Chúng ta biết cái lịch sử Một con người rất giỏi nhưng mà ngang bướng Và khi làm lẽ thì bà nói làm sao Kẻ đắt chăng bông, kẻ lạnh lùng Chém cha cái kiếp lấy chồng chung Bởi vì nó khổ lắm Hôn nhân công giáo của chúng ta Nó có tính đơn nhất rồi nó có tính bất khả phân lì Bây giờ chúng ta nói Để điều kiện của bí tích hôn nhân được thành sự Tôi biết ở đây cha thụ sẽ nói nhiều cho nên tôi chỉ đi qua rất nhanh mà thôi. Điều kiện để cho hôn nhân thành sự đối với người lãnh nhận trước đối với người lãnh nhận phải là một người nam người nữ đã được rửa tội cử hành theo uh, nghi thức của giáo hội hả rồi phải có sự ưng thuận và trong cái sự tự do ưng thuận đó đó trong cái sự tự do ưng thuận đó chúng ta phải cử hành theo bí tích trong sự tự do ưng thuận mà chúng ta nói đến nếu không có tự do thì hôn nhân tự nó không thành tôi muốn nói đến cái tự do ưng thuận là gì Tự do ưng thuận không phải chỉ là mình nói thưa có tự do mà nhiều khi mình không không được tự do bởi vì những cái hoàn cảnh khác chẳng hạn cha thuận cha thụ cũng đã nói không đủ trí khôn hay là thiếu trí phán đoán một cách trầm trọng bị tâm thần không có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ ở trong hôn nhân rồi không hiểu biết hôn nhân là gì thiếu tự do ưng thuận cũng có thể là lầm lẫn về người khác hả lường gạt nghiêm trọng giả vờ ưng thuận tất cả những cái này chúng ta cũng đã nghe qua những cái cản trở những ai mà đến với hôn nhân mà bị cản trở thưa có thể bởi vì chưa có đủ tuổi bất lực không có thể giao hợp được bởi vì giao hợp sinh sản ra con cái và như trong một điều mà tôi nói nếu trường hợp hai người không có khả năng giao hợp thì cái hôn nhân đó nó cũng chưa có thành sự đã kết hôn mà vẫn bị ràng buộc chưa có tiêu hôn chẳng hạn rồi khác tôn giáo cái này chúng ta có thể xin phép chuẩn hả rồi những người đã có chức thánh không thể nào kết hôn được hay là những người đã có khấn dòng chẳng hạn những cái ngăn trở khác chẳng hạn như là những người bị bắt cóc hay là những người giết người khác giết người phối ngẫu hay là âm mưu giết người khác để mà lấy người đó làm vợ làm chồng rồi có những ngăn trở về về họ máu về pháp tộc tất cả những cái đó chúng ta nghe bên giáo luật nhiều hơn những cái phép chuẩn chúng ta khi gặp những cái ngăn trở đó thì giáo hội có thể chuẩn nhưng mà giáo hội chỉ có khả năng một số những cái luật của giáo hội đưa ra mà thôi còn những cái về luật tự nhiên giáo hội không chuẩn được ví dụ những ai bất lực chịu giáo hội không thể nào cho phép Uh, kết hôn được hay là những người đã kết hôn rồi hay là những người có máu họ hàng với nhau chẳng hạn giáo hội không có chuẩn được nếu chuẩn được thì chuẩn những cái gì tuổi tối thiểu tuổi tối thiểu của giáo hội nói con trai thì phải là 16 con gái thì phải là 14 nhưng mà tùy theo địa phương tôi biết ở bên Việt Nam bây giờ đó hội đồng giám mục Việt Nam nâng tuổi con trai lên đến 20 và tuổi con gái là 18 hả ở bên này thì con trai con gái đều 18 rồi về họ máu hoặc là về tội ác nếu trường hợp họ âm mưu lấy người phối ngẫu thì những tội này có thể giáo hội có thể tha được tất cả những cái phép chuẩn mà giáo hội tha chẳng hạn những người bị đã chịu chức thánh hay là những người có lời khấn hay là những người khác tôn giáo thì cái này rất là nhiều thì chúng ta chỉ có xin phép chuẩn từ trên tòa giám mục mà thôi tôi muốn nói đến tại sao hôn nhân đồng tính ngày nay gây khó khăn cho chúng ta trong vấn đề hôn nhân mà chúng ta nói đến trong hôn nhân công giáo tôi nói đến hôn nhân đồng tính ở trong kinh thánh ở trong Kinh Thánh thì rất là rõ ràng, ở trong sách sáng thế. Ở trong sách sáng thế kể chuyện là khi có hai thiên thần đến ở trong nhà của ông Lót thì trong sách sáng thế chương 18 và 19 kể là những trai ở trong làng đó đã đến để mà đem hai vị khách đó ra để mà hành hạ, nhưng mà đương nhiên là Thiên Chúa đã cứu hai người đó. Và sau khi hai người đó đi ra khỏi thành Sodom thì Thiên Chúa đã cho lửa xuống để mà tiêu hủy thành Sodom. Rồi cũng ở trong sách sáng thế Ở trong sách Lê Vi chương 20 viết như thế này Khi người đàn ông nào nằm với một người đàn ông như nằm với đàn bà Thì cả hai đã làm điều ghê tởm Chúng phải bị xử tử Máu chúng đổ xuống đầu chúng Ở trong thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Roma chương 1 Thì Ngài nói rõ ràng hơn Bởi thế Thiên Chúa đã để cho mặt họ buông theo dục tình đồi bại đàn bà không quan hệ theo lẽ tự nhiên mà lại làm điều trái tự nhiên. Đàn ông cũng vậy không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên mà lại đem lòng thèm muốn lẫn nhau. Đàn ông bậy bạ với đàn ông. Như vậy là chuốc vào thân hình phạt xứng với sự lầm lạc của mình. Tất cả những điều này nói lên là ngay trong Kinh Thánh, từ Cựu ước cho đến Tân ước đã lên án vấn đề đồng tính, nhất là trong vấn đề tính dục của đồng tính. Ở trong giáo lý của chúng, công giáo của chúng ta thì sao? Trong giáo lý công giáo của chúng ta không nói đến vấn đề hôn nhân đồng tính mà chỉ lên án vấn đề đồng tính thôi. Bởi vì có thể là người ta chưa nhìn thấy hả? Nhưng mà ít nhất là nói đến vấn đề đồng tính thì trong giáo lý công giáo số 2357 nói làm sao? Đồng tính luyến ái là những liên hệ giữa những người nam hay nữ cảm thấy bị lôi cuốn tính dục với người đồng phái nhiều hơn với người khác phái căn cứ vào kinh thánh vốn xem chúng như những suy đồi nghiêm trọng truyền thống hội thánh luôn tuyên bố các hành vi đồng tính luyến ái tự bản chất là thác loạn các hành vi này nghịch với luật tự nhiên vì loại bỏ chủ đích truyền sinh của hành vi tính dục cũng không phát xuất từ nhu cầu bổ túc thực sự về tình cảm và tính dục những hành vi này không thể chấp nhận được trong bất cứ trường hợp nào như tôi nói dù không có đề cập đến vấn đề hôn nhân đồng tính nhưng trong cái vấn đề tính dục về đồng tính đã bị lên án ở trong giáo lý của công giáo. Ở trong hoàn cảnh hiện tại chúng ta thấy như thế nào? Tại nước Mỹ đây có 21 tiểu bang và hiện tại càng ngày càng nhiều những tiểu bang bắt đầu hợp thức hóa vấn đề hôn nhân đồng tính. Ở trên thế giới có 16 nước mà ở Âu châu đã có 12 nước rồi, rồi có Canada, rồi có hai nước ở Nam Mỹ là Brazil và Uruguay, rồi có New Zealand, họ hợp thức hóa vấn đề hôn nhân đồng tính. Rồi ở Liên hiệp quốc Họ không có nói đến vấn đề hôn nhân đồng tính Nhưng mà họ cổ động cho việc chấp nhận đồng tính sống với nhau Gọi là gọi là có một cái liên hệ với nhau Họ không nói đến hôn nhân hả? Nhưng mà tất cả quy tụ lại Gần như chỉ có giáo hội công giáo Là giáo hội duy nhất đơn phương lên tiếng chống lại tất cả những cái này Và đây cũng là điều chúng ta cần phải làm Bởi vì ngày xưa khi Đức Giê-xu đứng lên để nói với những người pha ri Rằng các ông không được ly dị Có thể Ngài là người duy nhất nói đến vấn đề đó bổn phận của chúng ta đối với hôn nhân đồng tính như thế nào? Là những kỳ tô hữu, chúng ta phải có bổn phận tham gia vào chính trị địa phương để chúng ta đổi luật của địa phương. Bởi vì khi chúng ta không lên tiếng thì những người khác sẽ lên tiếng thay cho chúng ta và tiếng nói đó có thể không phản ánh cái tư tưởng của mình. Thứ hai, chúng ta cũng phải sửa những cái hiểu lầm, những cái sai lạc và chúng ta phải học hỏi nhiều nhất là phải nghe những lời giải thích của gia hội. Bởi vì chúng ta có một cái lịch sử cả mấy ngàn năm. Thứ ba, Chúng ta cũng phải yêu thương đón tiếp tất cả những người đồng tính Bởi vì không phải họ là những người tội Có tội không phải như vậy Chúng ta chỉ lên án hành động chứ không phải là lên án con người Và cuối cùng chúng ta cũng phải đóng vai trò nhân chứng Nhân chứng cho hôn nhân công giáo Chứ không phải chúng ta đóng vai trò của những người làm quan án để mà lên án họ hả? Vậy vai trò công, hôn nhân công giáo của chúng ta như thế nào? tôi muốn nói đến vai trò hôn nhân công giáo của chúng ta chúng ta làm chứng và chúng ta đi truyền giáo trong vấn đề làm chứng và đi truyền giáo tôi đưa đến vấn đề thề hứa trở nên một khi ngày hai anh chị cầm tay nhau đến trước bàn thờ thì các người thường đọc như thế này anh nhận em làm vợ và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh ở trong cái câu nói này và chính cái câu mà thầy hứa với nhau nó có bốn điều mà chúng ta cần phải nhớ thứ nhất là chung thủy anh nhận em làm vợ và hứa sẽ chung thủy người ta nói rằng chỉ có thiên chúa mới chung thủy thôi bởi vì trong lịch sử của thiên chúa đối với israel ngài luôn luôn trung thành với người israel còn có người thì khi nay khi kia sông có khúc người có lúc nhưng mà văn hóa của Việt Nam chúng ta cũng dạy cho chúng ta biết rằng vấn đề chung thủy nó cần thiết đã rằng là nghĩa vợ chồng thì dẫu cho nghiêng núi cạn sông cũng chẳng rời bởi vì vấn đề chung thủy là nền tảng của bí tích hồn phối vấn đề chung thủy nó không phải chỉ nằm trong hôn nhân không phải chỉ nằm trong tôn giáo hay là trong gia đình mà vấn đề chung thủy trở thành nền tảng của xã hội Việt Nam chúng ta có câu chuyện Phạm Công Cúc Hoa. Cúc Hoa con nhà giàu, Phạm Công là một người nghèo, mẹ chết, dẫn mẹ đi xin ăn mà mẹ chết từ khi còn nhỏ, cha chết từ khi còn nhỏ dẫn mẹ đi xin ăn. Rồi năm 13 tuổi bắt đầu đi ở trong làng là một đứa trẻ khôn, khôn ngoan, thông minh nhưng mà không có cơ hội. Lớn lên thì được Cúc Hoa để ý. Rồi sau khi Cúc Hoa yêu ở Phạm Công cho nên xin phép cha cho được lấy nhau và sau khi lấy nhau về thì Cúc Hoa đã cho Phạm Công có dịp để ăn học rồi đổ đến Trạng Nguyên nhà vua đã sai ông đi qua để mà làm làm đại sứ ở bên nước ô qua ông đi qua bên đó người ta tổ chức thi ông lại đổ trạng nguyên vua của nước ô qua gả con gái cho ông ông nói ở bên nước nam tôi có vợ rồi nhà vua cho rằng đây là một hình thức sĩ nhục mình cho nên đã tìm cách giết rồi người ta mật báo cho phạm công ông trốn chạy trên đường trốn chạy về nước Nam ông đi qua ông đi qua nước triệu rồi ở nước triệu lại tổ chức thi ông lại thi và đổ trạng nguyên lần này nhà vua cũng muốn gả con gái nhưng mà ông cũng không lấy bởi vì bên nước Nam đã có vợ rồi về đến nước Nam vợ chết cúc hoa chết để lại hai đứa con câu chuyện kết thúc như thế nào sau này Phạm Công lên làm tể tướng và ngày quân phương Bắc kéo đến để đánh nước ta thì tể tướng Phạm Công đã dẫn quân lính đây ra để mà đánh lại quân giặc nhưng mà khi đến trên đường đi Ông phi ngựa con một đứa trước Một đứa sau yên Và để cái tiểu đựng hai cốt của vợ Lên lưng ngựa để mà ra chiến trường Quân ở phương Bắc sau khi thấy hành động của Phạm Công như vậy mật báo về cho lãnh tụ của họ và nói rằng Người nước Nam họ trung thành với vợ của họ Ngay cả khi chết rồi họ còn đem vợ theo để ra chiến trận Nếu họ trung thành với gia đình như vậy Thì liệu chừng họ còn trung thành với quốc gia họ như thế nào Không thể đánh được rút quân Nói như vậy để thấy cái vấn đề chung thủy nó không phải chỉ nằm ở trong gia đình hay tôn giáo mà nó là cái cơ sở của xã hội. Ngày nay có thể chúng ta coi thường cái vấn đề chung thủy nhưng mà Chúa Giêsu nhắc lại ở trong phúc âm của Matthew mà chúng ta đọc hôm nay việc gì mà Thiên Chúa liên kết thì con người không có được phân ly. Bởi vì đạo vợ chồng thì anh cũng phải xét cho xa. Vân tiên mù mắt mà Nguyệt Nga cũng còn chờ kia mà. yêu thương Yêu thương ở đây tôi muốn nói đến là có hy sinh, có chấp nhận và có tha thứ Bởi vì yêu thương việc đầu tiên là phải hy sinh không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống cho người mình yêu Cho nên đi đâu thì cho thiếp đi cùng, đói no thì thiếp chịu mà lạnh lùng thì thiếp cam Yêu thương nói là cơ sở, tình yêu là cơ sở của hôn nhân Rồi không chỉ hy sinh chúng ta phải biết chấp nhận hả? Có chồng thì phải theo chồng hả? Người ta nói làm sao con vua mà lấy thằng bán thang nó mà đem lên ngàn thì cũng phải đi theo. Bởi vì đã hy sinh thì phải chấp nhận. Có dịp tôi cũng hay đọc cái câu thơ của các ông ngày xưa ngoài Bắc mà đi tìm các bà đó. Hả? Ngày ngày thì đi làm đồng, tối thì nhiều khi đi tắt nước mà tối nào có trăng thì phải đi tắt nước. Cho nên tối nào mà không có trăng, không làm được việc gì thì mới rảnh rỗi đi tìm nhau để mà hát hò hoặc là tìm nhau sau này mà lấy nhau chứ. Mà tối không có trăng, không có sao thì đâu thấy đường mà đi, đường đê thì nó nhỏ. Nhưng mà nhớ quá thật là nhiều khi thích quá thì cũng phải đi Nhưng mà khi đi thì các ông ca cái câu thơ gì Vì tình mà anh phải đi đêm Vấp năm bảy cái thì đất vẫn êm hơn giường <laughs> Chấp nhận nhau chúng ta thấy hành động của Duce đón Maria về Mặc dù không có hiểu được tất cả nhưng mà ông đón Maria về Chấp nhận cả những cái ưu cái khuyết điểm của vợ của chồng mình hả? Và qua những cái cư xử lời nói tất cả những cái đó Rồi tha thứ Trong yêu thương có phải có tha thứ Bởi vì tha thứ là hành động cụ thể nhất Nói lên cái tình yêu giữa vợ chồng Nhân vô thập toàn Sáng hôm nay chúng ta nghe ở trong thư của Thánh Phaolô Gửi cho tín hữu Cô Như những người được tuyển chọn Những người thanh thiện và được yêu thương anh chị em hãy mặc lấy tâm tình từ bi nhân hậu khiêm cung ôn hòa nhẫn nại chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau khi những người có chuyện người này phải oán trách có chuyện oán trách người kia hả rồi ngày kết thúc làm sao như chúa đã tha thứ cho anh chị em thì anh chị em cũng phải tha thứ cho nhau nhiều khi chúng ta cầu nguyện nhưng mà có biết bao nhiêu lần chúng ta cầu nguyện mà xin chúa đừng nghe lời cầu nguyện của mình đó là lời nguyện mà chúng ta đọc hàng ngày đó Chúng ta cầu nguyện lạy Chúa xin tha tội cho con Như con cũng tha tội cho người có tội có lỗi với con Chúng ta đọc mà chúng ta đâu có muốn theo cái lời đó Chúng ta cầu xin Chúa lạy Chúa xin tha tội cho con nhưng mà đừng như con tha cho người khác Bởi lâu lâu con tha một lần Còn Chúa tha con hoài đi Chứ nếu trường hợp mà chúng ta xin Chúa tha cho mình Như mình tha cho người khác thì chắc chết thôi Tha thứ là một điều hết sức quan trọng Rồi điều thứ ba là tôn trọng yêu thương và tôn trọng em yêu thương và tôn trọng anh tôn trọng cái vấn đề tin tưởng nó hết sức quan trọng một lần mất tín thì vạn lần mất tin bởi vì nghi ngờ đem ra đâm ra biết bao nhiêu những cái đau khổ tan vỡ ở trong gia đình sợ nhất là ghen mà ghen vô lý hả ghen mà có lý thì còn đỡ ghen có những cái nó vô lý không chịu được tôi muốn em đừng nghĩ đến ai đừng hôn dù thấy cảnh hoa tươi Đừng ôm chiếc gối đêm nay ngủ Đừng tắm hôm nay bể lắm người Cái ông Nguyễn Bính ông làm cái bài thơ ghen đó Mà nó ghen đến độ bây giờ ra thấy cái hoa Mà hôn ông cũng ghen với cái hoa Tối mà nằm ngủ ôm chiếc gối Ông cũng ghen với chiếc gối Đi ra ngoài biển mà thấy người ta tắm nhiều quá Đừng tắm đi chỗ khác Tôi muốn em đừng nghĩ đến ai Đừng hôn dù thấy cánh hoa tươi Đừng ôm chiếc gối đêm nay ngủ Đừng tắm hôm nay bể lắm người ghen mặt nhiều khi chính vì cái sự ghen tuông không có một cái cơ sở tạo nên những cái nghi ngờ mà nghi ngờ đem ra đổ vỡ chúng ta không ai quên được cái bài thơ của nhà vua Lê Thánh Tông một vị vua rất là hiền hậu và tạo được rất nhiều những cái bộ luật ở trong bộ luật Hồng Đức ở trong lịch sử Việt Nam của chúng ta khi mà ngài đi qua ở bên Nam Sương đó ngài nghe một cái câu chuyện có một người hả một người đi ra ngoài chiến trận rồi ở nhà thì vợ có một đứa con nhỏ thôi đêm nào cũng ru cho nó ngủ rồi có bóng chiếc đàn dầu chúng ta nghe câu chuyện quen rồi chiếu lên trên tường đứa bé hỏi bố đâu rồi ba mẹ chỉ lên tường bố đấy cho nên cứ tối rồi thì bố nó về mỗi lần nó nhìn thấy bố nó thì nó ngủ một ngày kia sau khi mà đất nước bình an thì ông chồng trở về nhà hỏi thăm đứa bé thì đứa bé bắt đầu nói ờ bố con tối kia mới về nói đây là bố con nó không tin bố con tối kia mới đến Nói như vậy là chết rồi. Rồi bà vợ tìm cách cắt nghĩa. Cắt nghĩa bao nhiêu cũng không được. Cho nên ông chồng đâm ra không còn tin tưởng vợ ghen tương và người vợ cảm thấy nhục nhã cuối cùng nhảy xuống sông chết. Và khi chết oan ức như vậy, Vũ Lệ Thánh Tông đi ngang, Ngài đã làm một bài thơ, nghi ngút đầu gần tỏa khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng trương, ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ, cung nước chi cho lụy đến nàng. Chứng quả đã đôi vần nhật duyệt, Giải oan chăng lọ mấy đàn tràng Qua đây bàn bạc mà chơi vậy Chứ khéo trách chàng trương quá phủ phạt Chàng trương không có tin vợ Chàng trương không có lắng nghe vợ Và chính vì sự vô lý đó Cho nên sau khi người vợ chết đi Tối về ôm con Đứa con chỉ lên tường và nói À bố con đấy Trong vấn đề tôn trọng Thì việc tin tưởng là điều cần thiết và không chỉ chung thủy yêu thương và tôn trọng em mà còn mọi ngày suốt đời ạch đây là một trong những điều mà anh chị em nắm tay khấn hứa với nhau cho nên ông tản đà khi mà ông nói đến vợ ông đó và không phải chỉ nói đến vợ ông mà ông nói đến những cái lời khấn hứa đó dù cho sông cạn đá mòn còn non còn nước thì hãy còn thề xưa khi chúng ta đã khấn hứa lời thề thì chúng ta biết nó khó nhưng mà không phải là không làm được tại sao nó khó ở trong hoàn cảnh xã hội ngày nay tại sao nó khó cái vấn đề chung thủy tại sao nó khó thưa bởi vì tôi nói đến vấn đề khó cam kết bởi vì xã hội ngày nay trẻ con lớn lên nó không có những cái gương sáng để nó theo cho nên bây giờ chúng ta bắt nó phải chung thủy suốt đời nó thấy khó quá rồi Bây giờ các em nó theo một cái chủ nghĩa thực dụng, cái gì được thì dùng, cái gì không được thì bỏ, sống không được với nhau, tại sao cứ phải chịu đựng? Rồi các em ngày nay nó không có biết đến cái động từ hy sinh, ở trong từ điển nó không có. Tại sao mình phải chịu khổ? Bởi vì Thiên Chúa không muốn mình khổ, sống cho nó thoải mái. Làm sao để chúng ta có được tự do để định đoạt? Nhưng mà chính cái tự do định đoạt vội vàng không cần hỏi ý kiến cha mẹ và những người thân làm cho các em nhầm lẫn. Mà khi nhầm lẫn thì nó không có chịu đựng được. Rồi nó hỏi tại sao những người trước đổ vỡ mà bây giờ bắt nó cứ phải sống với nhau Những người trước ly dị nhiều tại sao bây giờ bắt nó phải sống với nhau Cái khó cam kết là như vậy Rồi cái đó một phần về xã hội còn có người thì sao Con người ngày nay nó nói Ngày xưa ông bà mình sống có 4-50 tuổi thôi thì sống với một bà một ông cũng được Ngày nay 80 năm mà lui tới có ông bà sao mà chịu được Con người sống lâu hơn Rồi xã hội ngày nay nó rộng lớn hơn, ngày xưa mình chỉ có biết mấy người trong làng, bây giờ đi xa lắm. Trời ơi thì thay người này qua người kia có sao đâu. Rồi xã hội nó thay đổi nhanh quá. Làm sao mà mình có thể tiên đoán được trong tương lai? Bây giờ mình hứa mà mình không biết tương lai thì làm sao những lời tiên đoán này nó có giá trị được? Kết quả là gì? Sống thế nào hạnh phúc đừng có hại ai là được. Khi mà cái tư tưởng này nó nhập vào ở trong đầu óc của con em chúng ta thì tự nhiên, tự nhiên là tất cả những cái khó khăn mà chúng ta cho rằng Lời chung thủy không giữ được sai Lời chung thủy nó khó Nhưng mà nói rằng không làm được là chuyện vô lý Vậy làm thế nào để chúng ta bảo vệ hôn nhân Thưa thứ nhất chúng ta phải biết chia sẻ Chia sẻ giữa vợ chồng với nhau Ý tôi muốn nói Chúng ta phải biết chia sẻ Giữa vợ chồng với nhau Đối thoại với nhau Bởi vì thuận vợ thuận chồng Thì tác biển đông nó cũng cạn đừng có để cái cảnh đồng sàng dị mộng xảy ra, đừng có để cái cảnh mà nhiều khi chính cái người thân nhất với mình mà mình cũng không nói được, để rồi chỉ có đi ra ngoài đường đi tìm một người về tâm lý để trả tiền cho họ mà ngồi nghe, ngồi họ nghe mình. Có biết bao nhiêu người ngồi ở đây thương một người lấy một người hả? Rồi nhiều khi chúng ta đau khổ một phần cũng do chúng ta, nhưng mà một phần là do sự chọn lựa lầm ngay từ ban đầu. Cho nên tôi vẫn cứ đi bên cạnh cuộc đời, ái ơn nhạt nhẽo của chồng tôi. Mà từng thu chết, từng thu chết vẫn giấu trong tôi một bóng người Cái bóng người mà mình thương mình không lấy được Cuối cùng cứ đi bên cạnh cuộc đời Rồi ái ơn nhạt nhẽo của chồng tôi thôi Chúng ta phải làm thế nào để sự lựa chọn cho nó chính xác Và nếu trường hợp chúng ta có sự sai lầm Thì chúng ta dạy lại cho con cháu của chúng ta Cái cách lựa chọn cho đúng Rồi chúng ta cũng phải biết dành thời gian cho nhau Bởi vì tình yêu nó cần có sự hiện diện anh chị em không phải là các thiên thần, ngày mai tôi nói một chút về gia đình. Anh chị em không phải là thiên thần, không phải là những người chỉ có hồn mà không có xác. Cho nên cũng cần phải có sự hiện diện, ngồi nói chuyện ăn cơm với nhau, tâm sự với nhau. Chúng ta nghe cái bài thơ của Xuân Diệu khi ông ta nói đến hai đứa trẻ nó yêu nhau hả? Anh chàng thì yêu cô nàng hai trẻ yêu nhau tha thiết, mà chỉ có điều là anh này cứ nói với cô kia anh yêu em nhiều lắm, anh yêu em mà cái cô này cứ nín thinh không nói. Nhiều khi nó cũng muốn nghe một câu em yêu anh Mà cô này không nói Cho nên một bữa kia ngồi thì anh ta nói làm sao Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ Em phải nói, phải nói và phải nói Phải nói yêu trăm vạn đến ngàn lần Bởi vì yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ Ông bà thì chắc chắn yêu nhau, cha mẹ chắc chắn yêu con cái Nhưng mà tại sao chúng ta không mở miệng nói với nhau được lời là Anh yêu em hay là mình nói ở trong cái ngôn ngữ riêng của mình tại sao mình lại phải cứ sợ hãi bởi vì đó là cái người chồng người vợ trở nên một với mình mà rồi cho đến khi người chồng người vợ chết rồi đem quan tài vào nhà thờ có những người lăn ra khóc khóc như chưa bao giờ được khóc là bởi vì họ thật sự thương nhau mà không dám nói muộn màng rồi vì thế đừng có bao giờ quên yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ em phải nói phải nói và phải nói mà hôm nay về các bà bắt các ông phải nói và cuối cùng là chúng ta phải có sự cầu nguyện bởi vì cầu nguyện với nhau thì chúng ta mới đến được với nhau đặt đức giêsu kitô ở giữa chúng ta nếu chúa giêsu ở với chúng ta thì ngài sẽ biến cuộc sống của chúng ta như nước lá trở thành rượu ngon tôi muốn đi đến kết luận đây là xương bởi xương tôi thịt bởi thịt tôi Hôn nhân biến hai người trở nên một Và nên một là một màu nhiệm chúng ta không thể hiểu được Bởi vì như Thánh Phaolô nói Đây là một màu nhiệm để cho ông bà cảm nghiệm Chứ không phải để hiểu Nếu muốn hiểu thì phải có đức tin bởi vì hôn nhân của anh chị em là biểu tượng giữa Đức Giêsu Kitô đối với giáo hội. Ngày mai tôi sẽ nói thêm về vấn đề gia đình. Thôi bây giờ tôi ngưng ở đây để cho anh chị em có những câu hỏi gì nhé. Vâng.